hội nghị cấp lãnh đạo có vẻ sẽ được tiến hành một cách thuận lợi, chú Dragon. Chúng ta đã đúng khi cho di dời tổng bộ của tổ chức về đây. Lúc chúng ta buộc phải từ bỏ Bantigo, cháu đã rất hoang mang. Kia kìa, đã nhìn thấy họ rồi. Cuối cùng thì mấy người cũng tới rồi. Hi-ha! Chào mừng đến với vương hòn đảo màu hồng, vương quốc Kamabaka. Mình đừng có khách sáo, muốn làm gì cũng được, không cần phải ngại. Đúng rồi, bà đã rất có lý. Tổng tham mưu trưởng đâu? Thời điểm quan trọng như vậy mà cậu ấy lại trốn đi đâu mất nữa rồi. Không cần phải lo đâu, chàng trai trẻ đó ở bên kia kìa. Ồ, mức tiền thưởng tăng nhiều tới vậy sao? Nè, cậu đang coi gì vậy? Do coi chung nhé. Luffy. Quản lý của quân cách mạng Emporio Ivankov, tổng tư lệnh của quân cách mạng Minkidi Dragon. Không ngờ nhóc Sanji lại là hoàng tử của Shoma Double Six. Chuyện lớn vậy mà không thèm tâm sự gì với người ta hết trơn hết trọi à. Đúng là giận hết sức. Sau vụ này, bọn người Shoma buộc phải ly khai chính phủ thế giới. Cả nhóc Mũ Rơm và nhóc Sanji đều không phụ kỳ vọng của tôi. Chúng đã trở thành viên của quân cách mạng Inazuma. Bằng hải tặc Mũ Rơm, chiến binh của quân cách mạng, thật đáng mong đợi. Không biết là các đội trưởng làm quyền gì, sư phụ karate người cá của quân cách mạng. Tôi còn tưởng là bọn họ đang ở gần đây đó chứ. Cũng phải ha. Mà nè Sabo à, giờ này cậu nằm dài đó làm gì vậy? Cậu ấy đã đọc bài báo về Luffy rồi cứ mỉm cười không ngừng tới nỗi cơ mặt bị chuột rút như vậy luôn đó. Nhảm dữ vậy. Bắt mày. Tôi chính là Limpen đây. Đâu hết rồi, mọi người đang chờ đó nha. Sabo hả? Hiện giờ bọn tôi đang ở gần đó, nhưng có một chút rắc rối. Tới trễ một chút có được không vậy? Hiểu rồi, chỉ cần bình an thôi. Nhắc mày. Háo hức quá đi. Không lâu nữa các đội trưởng của quân cách mạng sẽ tập trung hết về đây. Vậy là sắp được gặp chế Molly rồi. Còn tôi thì muốn gặp cô Betty nhất. Sabo, đừng lãng phí thời gian. Tập trung lại đây với mọi người. Trong khi chờ đợi, chúng ta củng cố kế hoạch tác chiến.